2 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nếu chúng ta nén mà chỗ này nén lại gì thì cái camera mình rơi ra. Rồi tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mạng GG, play and stay your way. Món quà tri ân hoàn hảo cho những người bạn thương yêu, Danisa. Tết đẹp, tối mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024, đón xem trên VTV3 và YouTube Giang Quanh Show. Mùng 2 Tết này, có hẹn với 24 chị đẹp và các nghệ sĩ nam khách mời. Và các bạn còn chờ gì nữa? Hãy cùng bước lên con thuyền với các chị đẹp để chúng ta đi qua các con sóng cảm xúc thăng hoa và rực rỡ. Mọi người ơi, là con gái phải sao hả? Là con gái phải xinh. Vũ điệu rực rỡ, kích thích mọi giác quan. Tết đẹp, đó chính là Tết được về quê hương, được về nhà và Tết được sum vầy. Nơi cái đẹp được tôn vinh, nơi đam mê lại rực cháy. Và mùa xuân Mỹ Linh thay mặt các chị đẹp chúc cho tất cả mọi người sức khỏe này, may mắn này, nhiều niềm vui và nhớ là ủng hộ các chị đẹp nhá. Tết đẹp, bữa tiệc âm nhạc rực rỡ. Tết đẹp, tối mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024, đón xem trên VTV3 và YouTube Giang Quanh Show.